Trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh COVID-19, để đảm bảo an toàn cho người dân, cán bộ làm việc tại các bộ phận một cửa, các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố Lào Cai đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, qua đó nhằm thực hiện nhiệm vụ kép là vừa đảm bảo an toàn phòng dịch, vừa giải quyết thủ tục hành chính cho công dân một cách nhanh chóng, thuận lợi nhất. Là một phường cửa ngõ của thành phố Lào Cai, là ngay gần bến xe khách trung tâm. Chính vì vậy, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh là khá cao. Tại bộ phận một cửa, Ủy ban Nhân dân phường Bình Minh luôn có đội ngũ cán bộ túc trực thực hiện đo thân nhiệt, hướng dẫn người dân sát khuẩn bằng dung dịch và đeo khẩu trang trong thực hiện giao dịch. Chúng tôi cũng rất là yên tâm, mặc dù là dịch bệnh, nhưng được cái đội ngũ hướng dẫn, rồi là cái công tác tuyên truyền, rồi là cái trách nhiệm của mọi người ở đây thì đã làm rất tốt, nên chúng tôi rất là yên tâm và các cái thủ tục hành chính thì giải quyết rất là nhanh gọn và hiệu quả. Tại Ủy ban Nhân dân xã Cam Đường, các biện pháp phòng chống dịch được thực hiện một cách chặt chẽ. Công tác truyền thông về dịch bệnh được Ủy ban Nhân dân xã triển khai một cách đa dạng với nhiều hình thức, đặc biệt là tại bộ phận một cửa Ủy ban Nhân dân xã. Việc đảm bảo quy định đeo khẩu trang, giữ khoảng cách được thực hiện nghiêm túc. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, thì Ủy ban Nhân dân xã đã thực hiện nghiêm các quy định, văn bản của cấp trên về thực hiện các cái nhiệm vụ trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thì đối với các đồng chí cán bộ công chức cũng như là người dân, bắt buộc là 100% phải đeo khẩu trang cũng như là rửa tay sát khuẩn tại bộ phận một cửa trong quá trình thực hiện các cái thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa. Để thực hiện nhiệm vụ kép là vừa đảm bảo tốt nhất trong công tác phòng chống dịch bệnh cũng như giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận lợi cho người dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Lào Cai đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị trên địa bàn, đặc biệt là các bộ phận thường xuyên có giao dịch phải thực hiện nghiêm túc các quy định phòng chống dịch của Bộ Y tế. Thực hiện đảm bảo theo đúng các quy định, đặc biệt là thực hiện theo phương án phòng chống 5K. Và hiện nay thì các xã phường đã thực hiện đảm bảo theo đúng quy định chỉ đạo của thành phố, và thành phố cũng đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất để cho các đồng chí cán bộ này thực hiện theo đúng quy định nhà nước. Bằng tinh thần trách nhiệm, có thể thấy công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 đang được bộ phận một cửa các xã phường của thành phố triển khai đồng bộ, hiệu quả theo đúng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, tạo được sự tin tưởng, an tâm cho nhân dân trong thực hiện các giao dịch hành chính công.